Bây giờ em tính đi nước ngoài vài năm về mở sân bóng nhân tạo, anh nghĩ sao ạ? Cái việc mà em đi nước ngoài về xem mở sân bóng nhân tạo thì em cảm giác nó rất là vô nghĩa. Nếu em đi nước ngoài để em học về em mở cái sân bóng nhân tạo thì tốt nhất là em đừng đi. Em ở Việt Nam em cày tiền và cày kiến thức đi. Có rất nhiều bạn bây giờ đang kinh doanh theo kiểu cầu may giống như cái thế hệ trước đây. Thấy người ta bảo kinh doanh online ngon, mở ra, tự làm, tự nhập bừa sản phẩm về tự bán thì nghĩ là nhanh giàu. Hoặc là có những người mở một cái sân bóng nhân tạo ra, sau đó là đợi khách nó về, cứ thế tiền thu ngày này qua ngày khác. Hoặc là mở cái quán cà phê ra, mở cái quán cơm ra, mở cái cửa hàng quần áo ra, nghĩ rằng tôi mở ra thu nhập đủ sống 10-20 triệu một tháng là được. Nhưng mà lỗ trồng vó ra thì sao? Không kinh doanh theo kiểu cầu may đi được. Các bạn phải trải qua cái bước là idea, lên ý tưởng, lựa chọn ngách, lựa chọn phân khúc. Tức là sân chơi các bạn đánh là gì? Lựa chọn được xong sân chơi rồi, bắt đầu phác thảo cái kế hoạch ra, lên concept, lên plan cho nó thành hình đi. Mô hình kinh doanh là gì? Nhân sự sẽ như thế nào? Có những dòng tiền gì? Rồi sau đó bắt đầu xây. Góp vốn thì cần đi kêu gọi. Thiếu cái năng lực gì đi kêu gọi anh em góp vốn làm cùng, hoặc thuê thêm nhân sự vận hành. Thì anh em phải trải qua các cái bước như thế. Không thể nào mà bây giờ nhập bừa sản phẩm xong bán, hoặc là chọn bừa một ngành nào đó xong mở cửa hàng, mở bừa một quán cà phê ra, chắc gì nó còn lại. Em chẳng cần em phải đi học nước ngoài, em cũng có thể mở sân bóng được. Chứ khi em bảo em đi nước ngoài để em cày tiền dễ hơn, để em tích lũy, để em có vốn để kinh doanh thì ok. Bởi vì cày tiền ở Việt Nam khó hơn.